Tin sáng 30 giây hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Mặc dù theo luật bầu cử với hơn 270 phiếu đại cử tri bầu cho ông Biden, thì ứng cử viên đảng Dân Chủ đã trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều quan điểm không thừa nhận ông Biden vì cho rằng nhiều tranh cãi xung quanh kết quả bầu cử, đặc biệt là một cuộc chiến pháp lý châm ngòi từ phía chiến dịch tranh cử của ông Trump. Nước Mỹ sẽ vẫn chưa hết ồn ào, kịch tính và chờ đợi nhiều điều bất ngờ gây cấn phía trước. 30 giây quốc tế ngày hôm nay, người ủng hộ ông Trump và ông Biden liên tục đụng độ nhau ngoài đường phố. Trong nhà thì các thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp cũng giận nhau không thể hòa giải khi quan điểm ủng hộ người nên làm tổng thống Mỹ quá khác nhau. Sự phân cực chia rẽ trong xã hội Mỹ đã nâng lên một mức nghiêm trọng chưa từng có. Thông tin tích cực cho người lao động Việt Nam, đến năm 2030, thu nhập các hộ gia đình tại Việt Nam có thể tăng gấp đôi so với năm 2019. Ninh Kiều, Cần Thơ là một vùng rất đẹp, không chỉ cảnh vật mà còn cả lòng người. Một lớp học miễn phí cho người khuyết tật của cô giáo Lê Thị Hồng Hoa đã diễn ra tại đây trong suốt hơn một thập kỷ qua, để người yếu thế không cảm thấy thua kém mà vẫn có thể khẳng định giá trị của mình, ổn định cuộc sống, giúp ích cho đời, cho người. Câu chuyện trong 30 giây lan tỏa hôm nay. Đừng bỏ lỡ nhịp, giữ tín hiệu và cùng tin sáng 30 giây hôm nay quý vị nhé. Góc nhìn trên cao ngày hôm nay là tháp Trump, Trump Towers, là tòa nhà chọc trời lấp lánh được xây dựng vào năm 1983 như một minh chứng nổi tiếng thế giới về tầm nhìn vĩ đại của ông Trump và nổi bật tên của ông trên một trong những con đường mang tính biểu tượng nhất của thành phố New York. Tòa tháp được hoàn thành vào năm 1984 khi Trump là một ông trùm bất động sản đang lên, thay thế một tòa nhà 11 tầng để xây dựng tòa nhà cao tầng siêu sang trọng đầu tiên của thành phố với các cửa hàng bán lẻ, văn phòng và nhà ở cao cấp. Tòa nhà của vị tổng thống tỷ phú này mở cửa 14 tiếng mỗi ngày cho công chúng vào tham quan và mua sắm. Tất cả đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi đặt chân vào bên trong. Trước đó vào năm 2016, trong giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, khi ông Trump vẫn còn ở tòa nhà này, rất nhiều người hâm mộ, báo chí truyền thông thường xuất hiện để theo dõi những nhân vật có tiếng trong giới chính trị và kinh doanh tới họp bàn cùng tân tổng thống. Nhưng lúc này đây thì ai còn ủng hộ Trump? Ai còn ở bên Trump? Hẳn là Trump cùng với những giá trị bấy lâu nay ông xây dựng vẫn sẽ tồn tại với New York, với nước Mỹ. Nhưng lúc này đây thì Trump gần như là một kẻ thua cuộc trong cuộc đua trở thành Tổng thống Hoa Kỳ ở nhiệm kỳ mới. Đến lúc này thì kết quả chính thức về tân Tổng thống vẫn chưa được công bố, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng Trump đã cố gắng rất nhiều trong nhiệm kỳ vừa qua. Trump có thua hay là chiến thắng thì Trump vẫn đang xây dựng một nước Mỹ giàu mạnh hơn từ tiềm lực kinh tế của mình. Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trên khung giờ quen thuộc của Tin sáng 30 giây đang được phát trên các kênh trực tuyến của FBNC. Và hình ảnh của tòa nhà Trump, Trump Tower mà chúng tôi đã chọn để đưa đến quý vị ở chuyên mục Góc nhìn từ trên cao ngày hôm nay nhằm đánh dấu một cuộc bầu cử Mỹ đầy gay cấn nói chung cũng như là hình ảnh của ông Donald Trump nói riêng. Vâng thưa quý vị, và do đó thì ngày hôm nay bản tin sáng 30 giây của chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh vụ tranh cãi chưa ngã ngũ xung quanh những cuộc bầu cử ở bên Mỹ. Và sau đó thì những thông tin khác cũng không kém phần quan trọng. Mời quý vị cùng đồng hành với Phương Thúy và Tú Trinh trong bản tin sáng 30 giây ngày hôm nay trên các nền tảng của kênh FBNC. Vâng thưa quý vị, như vậy thì mặc dù ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã nhận được quá bán số phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống đắc cử của nước Mỹ, hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã lên tiếng chúc mừng. Nhưng lời chúc mừng quan trọng nhất mà đảng Dân Chủ muốn nhận được thì vẫn chưa tới, đó là từ tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Như mọi năm, để thể hiện truyền thống đoàn kết, sau khi kết quả kiểm phiếu ngã ngũ, thường thì người thua sẽ gọi điện chúc mừng người thắng. Năm nay, do các vấn đề phát sinh từ bỏ phiếu qua thư, nên Tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại. Một bước vô cùng quan trọng để ông Biden có thể được xem là Tổng thống đắc cử. Cách đây một hôm, luật sư của ông Trump là Rudy Giuliani đã đưa lên Twitter một số bằng chứng về gian lận bầu cử và tuyên bố đội ngũ pháp lý của ông sẽ tiếp tục làm việc với tòa án. Các diễn biến sau đó thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên các bản tin tiếp theo của FBNC. Vâng thưa quý vị, xã hội Mỹ đã bị chia rẽ chưa từng có và sự chia rẽ này càng khó hàn gắn hơn sau bầu cử. Cô Mayra Gomez, một thành viên Đảng Dân Chủ lâu năm, nói với Reuters, mặc dù theo Đảng Dân Chủ nhưng tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump. Khi đó, con trai 21 tuổi đã nói với cô ấy, như vậy thì mẹ không còn là mẹ của con nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con cô Gomez
rất gay cay cấn và tình cảm của mẹ con khó có thể hòa giải được. Tình cảnh của cô Gomez không phải là duy nhất trong xã hội Mỹ hiện nay. Một báo cáo tháng 9 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy gần 80% những người ủng hộ Trump hoặc Biden cho biết họ có ít nhất hoặc không có bạn bè ủng hộ ứng cử viên kia. Nhiều người thì đã mất bạn bè vì cho biết không thể hòa giải sự bất đồng. Và thưa quý vị, sau khi có tin bà Kamala Harris có thể trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, người dân Berkeley, bang California, nơi bà Harris sinh ra và lớn lên, đang rộn rã hân hoan. Tên của bà được viết trên nhiều con đường ở khu phố Bancroft, trung tâm đông người, nhập cư châu Phi nghèo khổ, nơi bà Harris từng sống hồi còn nhỏ, thậm chí đang có kế hoạch cải tạo lại để đón khách du lịch, khi đã có nhiều người tới thăm trong những ngày gần đây. Mời quý vị chuyển sang một vài thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dàn nhạc giao hưởng thành phố Viên, thủ đô nước Áo vừa có buổi trình diễn ở thành phố Kitakyushu, miền Tây Nhật Bản. Đây là chuyến ra nước ngoài biểu diễn đầu tiên của họ kể từ khi COVID-19 bùng phát. Tại buổi biểu diễn thì họ đã trình diễn những tác phẩm nổi tiếng như bản giao hưởng số 2 dành cho piano của Sergei Prokofiev và bản giao hưởng số 6 dành cho vĩ cầm của Tchaikovsky với sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh người Nga Vary Gergiev. Đợt lưu diễn này mang ý nghĩa đặc biệt với hy vọng sẽ chiến thắng COVID-19 ở cả hai quốc gia, dù khó khăn đến mấy thì cũng không từ bỏ tình yêu và khát vọng. Ngoài ra thì một thông điệp khác dàn nhạc mong muốn là cầu nguyện cho sự hòa bình, cho sự sẻ chia và đồng cảm giữa người với người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc. Được biết, mấy hôm trước thì thành phố Viên đã bị một số kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công khủng bố. Sau Kitakyushu thì dàn nhạc sẽ tiếp tục tới Osaka, Kawasaki và Tokyo. Và thưa quý vị, mọi năm một trong các hoạt động nổi tiếng nhất chào mừng năm mới ở Úc là các màn bắn pháo hoa ở cảng Sydney. Mỗi năm thì sự kiện này thu hút hàng ngàn người xem trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình. Đây cũng là dịp quan trọng để nước Úc thu hút khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên năm nay mọi thứ đã thay đổi do COVID-19. Theo ban tổ chức công bố, năm nay vẫn tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa nhưng sẽ giới hạn số người tham dự ở mức rất thấp cũng như áp dụng nghiêm ngặt giãn cách xã hội. Rất nhiều người, nhất là những người từng tham dự sự kiện này nhiều năm qua, như cư dân địa phương đã không giấu được cảm xúc tiếc nuối. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tin 30 giây trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục với các thông tin về mưa bão. Để ứng phó với bão số 12 đang áp sát đất liền khu vực Nam Trung Bộ, ngày 9 tháng 11, chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã ký ban hành lệnh cấm biển. Cụ thể, Phú Yên, các tàu thuyền phải dừng việc ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ và trên biển từ 10 giờ ngày 9 tháng 11. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho người dân và chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp, đảm bảo an toàn khi hành nghề. Còn tại Khánh Hòa cũng đã có công điện chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới, khả năng áp thấp sẽ mạnh lên thành bão số 12, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các địa phương, đơn vị thông báo và bắt buộc ngư dân rời lồng bè và tàu thuyền neo đậu trên biển để trở vào bờ trước 18 giờ chiều ngày hôm qua 9 tháng 11 cho đến khi hết bão. Toàn bộ tàu thuyền du lịch, tàu đánh bắt hải sản trên các vùng biển Khánh Hòa kể từ 18 giờ chiều 9 tháng 11 cũng đều phải ngưng mọi hoạt động. Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo Tương lai thị trường tiêu dùng ASEAN do Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF công bố mới đây thì đến năm 2030, thu nhập các hộ gia đình tại một số nền kinh tế mới nổi khu vực ASEAN gồm có Việt Nam, Indonesia và Philippines sẽ tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Đáng chú ý thì dự kiến Việt Nam sẽ là thị trường có năm mức tăng trưởng thu nhập bình quân cao nhất năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đạt mức 2.740 đô la Mỹ một người trên một năm. Hiện nay thì nhóm nền kinh tế mới nổi kể trên là nhóm có 70% dân số ASEAN, đóng góp hơn 50% GDP của khu vực. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là để đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa mới kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chuyển vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương chưa giải ngân cho dự án năm 2020 sang năm 2021 là 3.682 tỷ đồng. Đối với dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành - Tham Lương, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm có ý kiến về hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian giải ngân đến ngày 30 tháng 12 năm 2020.
2026 và điều chỉnh lịch trả nợ hai khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW đến ngày 30 tháng 9 năm 2027 của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương. Vâng, thưa quý vị, theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, trạm thu phí mới trên tuyến Tránh Cai Lậy dự kiến đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành thì đơn vị sẽ mời các cơ quan liên quan tiến hành nghiệm thu, thực hiện các bước thủ tục liên quan. Đồng thời gian dự kiến sẽ thu phí trở lại từ sau Tết Tân Sửu 2021. Trạm thu phí được đầu tư mới trên tuyến Tránh Cai Lậy sẽ thực hiện việc thu phí hoàn vốn cho hợp phần đầu tư tuyến tránh, còn trạm thu phí BOT thì hiện hữu trên quốc lộ 1 sẽ thu phí hoàn vốn cho hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Một thông tin vui thưa quý vị, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai song song giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với biến động thị trường và kích cầu du lịch với sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo. Trên thực tế, công nghệ đã giúp cho nhiều doanh nghiệp tinh gọn bộ máy vận hành, giảm chi phí và đa dạng kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Đồng thời, doanh nghiệp từng bước cải thiện mô hình kinh doanh và phương thức quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và thị hiếu du khách. Theo các đơn vị lữ hành, kênh bán hàng online và giao dịch trực tuyến sẽ là chiến lược vận hành doanh nghiệp trong dài hạn của họ, chứ không riêng gì ở giai đoạn đại dịch Covid-19. Bởi bán hàng online không chỉ là xu hướng tiêu dùng trong tương lai, mà đối với ngành du lịch, đây là một kênh kinh doanh hiệu quả và giúp tiếp cận khách hàng xuyên biên giới nhanh chóng hơn. Vâng, thưa quý vị, trong bản tin sáng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến vùng đất Tây Đô, thành phố Cần Thơ để gặp gỡ với cô Lê Thị Hồng Hoa, 64 tuổi, sống ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Và đây chính là người giáo viên mà đã dạy miễn phí cho trẻ em khuyết tật tại đây trong suốt 14 năm qua để cho các em có được một cái nghề vừa sức. Nhiều trẻ em khuyết tật cũng như là người lớn cũng đã có được nguồn thu nhập đảm bảo cho cuộc sống của mình. Sau đây là 30 giây lan tỏa. Vốn là giáo viên giảng dạy trong trường dạy nghề trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, cô Hoa thấu hiểu được sự khó khăn thiệt thòi của những học sinh là người khuyết tật. Trăn trở cho số phận của học sinh, cô Hoa đã quyết định mở ra lớp học miễn phí này, vượt qua những cách biệt về ngôn ngữ. Bằng sự thấu hiểu và tấm lòng của một nhà giáo, cô Hoa đã miệt mài chỉ dạy cho các em từng chút một. Không nản lòng mỗi khi học sinh bỏ học, cô Hoa đã đến tận nhà để thuyết phục từng học sinh học được cái nghề để nuôi sống bản thân mình. Trong lúc dạy thì mình thấy các em tiếp thu tốt và các em cũng rất là mừng. Mà mình cũng thấy là mình vui dạy cái nghề thủ công. Nhưng mà bằng cách nào để mình giữ được cái nghề cho người khuyết tật mà họ tự kiếm sống bằng cái công sức của họ. Lớp học đang mốc vị thế đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ. Nơi đây còn là nơi kết duyên và trao hạnh phúc cho những cặp vợ chồng trẻ. Người giáo viên, nay đã ngoài tuổi 60, vẫn nuôi hy vọng trong tương lai gần, nghề đang mốc sẽ lan tỏa đến những người khuyết tật, khiếm thính khắp mọi miền. Hơn 50.000 đồng thu nhập mỗi ngày mà các học viên có được, còn nhờ vào người giáo viên này không quản đường xa, quảng bá sản phẩm tại các sự kiện du lịch. Mọi việc làm của cô Hoa nhằm duy trì miếng cơm manh áo cho tất cả học viên kém may mắn của mình. Riêng cá nhân tôi rất trân trọng cái nghĩa cử là cao đẹp đó. Tại vì nó tạo điều kiện cho những người khuyết tật đã kém may mắn rồi có một cái nghề, có một cái điều kiện để vượt lên chính mình, nuôi sống bản thân mình, không là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Đây là một điều rất trân trọng, tôi rất quý mến cô Hoa. Quý vị thân mến, ngay lúc này thì phóng viên Thanh Kiều cũng đã sẵn sàng thông tin đến quý vị thông tin và cảm nhận thực tế thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền có tình hình khí hậu đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thì một thông tin thời tiết mà tôi muốn đặc biệt lưu ý đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó là tình hình của bão số 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 12 có gió giật cấp 11 đang di chuyển theo hướng Tây ở các tỉnh từ Phú Yên cho đến Ninh Thuận. Và thưa quý vị, thì những cái khu dân cư mà khi có bão đi qua từ Phú Yên cho đến Ninh Thuận thì chúng ta cũng cần chuẩn bị mà chèo chống nhà cửa và cắt tỉa cây cành. Và đặc biệt thì thưa quý vị, tôi xin phép được chuyển sang thông tin ở khu vực Nam Bộ. Theo dự báo thì trong ngày hôm nay, khu vực Nam Bộ
Bộ sẽ có mưa và dông giả rải rác ở một vài nơi. Do đó khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì cần phải có những cái trang thiết bị để mà bảo vệ mình, giống như là áo mưa hoặc là dù. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta tốt nhất thì nên hạn chế ra ngoài đường để mà tránh được những cái hiện tượng thời tiết giống như là dông lốc hay là sét vân vân. Và đặc biệt thì cảm nhận của tôi khi mà đang ở ngoài đường như thế này, tôi cảm thấy là trời khá là âm u. Do đó khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì cần cẩn thận khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường quý vị nhé. Thưa quý vị, xin được chuyển thông tin sang khu vực miền Bắc. Thì hiện tượng La Nina không chỉ gây ra bão và mưa dồn dập trong cuối năm nay mà còn khiến cho mùa đông ở miền Bắc đến nhanh hơn và lạnh hơn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì mùa đông năm nay ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, và trong cái thời gian này thì miền Bắc sẽ chuyển sang cái thời tiết hanh khô và lạnh vào đêm và sáng. Do đó mà những cái quý vị chúng ta đang khu vực ở miền Bắc thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cái áo khoác hay là khăn choàng để mà chúng ta bảo vệ cơ thể của mình trong cái mùa đông rét này nhé. Thanh Kiều, FBNC đang cảm nhận trực tiếp tin sáng 30 giây. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì tin sáng 30 giây trên kênh FBNC cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cùng với Phương Thúy và Thú Trinh. Và quý vị đừng quên 6 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên các nền tảng của kênh FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.